Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 10 phút cập nhật, bản tin chuyên biệt về công nghệ thông tin do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Mobifone thực hiện. Bản tin ngày hôm nay ngày 6 tháng 5 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. 75% nhân sự của Samsung trên toàn cầu đang làm việc tại Việt Nam. Lý giải nguyên nhân vì sao IPv6 Việt Nam vẫn phát triển chậm so với khu vực. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự đầu tư vận hành 3 tổ hợp công nghệ tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, hiện nguồn nhân lực Samsung làm việc tại Việt Nam đã chiếm tới 75% tổng số nhân lực hiện có của tập đoàn điện tử này trên toàn cầu. Đây là một trong những thông tin đáng chú ý nhất được Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Samsung chia sẻ trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam sáng nay ngày 6 tháng 5 tại Hà Nội. Cụ thể, theo ông Shin Yong-kun, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Samsung, hiện tại tập đoàn có tổng 150.000 nhân viên làm việc tại nhiều quốc gia, trong đó hơn 110.000 nhân viên đang hiện diện, làm việc hàng ngày tại Việt Nam. Không chỉ trong các nhà máy mà còn ở các trung tâm nghiên cứu và phát triển của Samsung, với 1.460 kỹ thuật viên, nghiên cứu phát triển di động và phần mềm di động. Cũng theo Tổng Giám đốc Shin, nhân lực của trung tâm R&D sẽ được nâng lên là 5.000 cán bộ vào thời gian tới. Điều này cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ và đầu tư nghiêm túc của Samsung tại thị trường Việt Nam. Dự kiến trong năm 2016, Samsung sẽ xuất xưởng 200 triệu điện thoại thông minh từ các nhà máy đặt tại Việt Nam, nâng hơn nữa giá trị xuất khẩu từ Việt Nam. Không chỉ đánh giá cao những kết quả, đóng góp của Samsung với nhiều con số ấn tượng được chia sẻ. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn còn nhìn nhận Samsung là một đối tác, nhà đầu tư có sự phát triển bền vững tại Việt Nam, gắn việc đầu tư với bảo vệ môi trường. Song song đó, ông đề nghị Samsung tới đây sẽ có những hoạt động hợp tác cụ thể hơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, hỗ trợ Việt Nam trong mục tiêu trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin trong khu vực. Cũng là một thông tin liên quan đến Samsung. Thưa quý vị và các bạn, công ty điện tử Samsung Vina vừa chính thức giới thiệu chế độ S-Buy dành riêng cho dòng smartphone Galaxy J 2016. Được biết, Việt Nam là thị trường đứng thứ 2 sau Ấn Độ, được nhà sản xuất Hàn Quốc mang đến tiện ích giúp lái xe an toàn này. Theo đó, chế độ S-Buy được tích hợp sẵn trên hai sản phẩm điện thoại thông minh là Galaxy J 5 và J 7 sẽ giúp sàng lọc cuộc gọi khẩn cấp khi lái xe, giúp người dùng không bị lỡ những cuộc gọi quan trọng và chỉ thực hiện cuộc gọi khi đã dừng xe an toàn. Cách sử dụng S-Buy rất đơn giản. Người dùng chỉ cần chạm nhẹ biểu tượng S-Buy trên thanh thông báo để kích hoạt chế độ. Từ đó, điện thoại sẽ được đặt chế độ im lặng để không ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người sử dụng. Nhưng các cuộc gọi đến sẽ được tự động nhận được những thông báo thoại của hệ thống. Ngoài tính năng ưu việt này thì J5 và J7 hiện cũng được đánh giá cao bởi khả năng chụp hình tốt trong điều kiện thiếu ánh sáng cũng như tiết kiệm pin ở chế độ tự động so với các bản sản phẩm điện thoại tầm trung khác. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ước tính đạt 52,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chủ lực như điện thoại, máy tính đều tăng so với cùng kỳ năm 2015. Điện thoại và linh kiện đạt 11,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,8%. Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 5 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,8%. Về kim ngạch hàng hóa nhập khẩu, ước tính đạt 51,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, điện thoại và linh kiện đạt 3,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2015. Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 8,55 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn là những thị trường lớn nhất của Việt Nam. Tiếp tục chương trình là một số thông tin trong nước đáng chú ý khác. Monkey Junior đã trở thành công ty khởi nghiệp duy nhất của Việt Nam được chọn vào vòng chung kết cuộc thi sáng kiến toàn cầu Biz Tech AI 2016 được tổ chức tại thung lũng Silicon. Đây là cuộc thi được chính phủ Mỹ tổ chức thường niên nhằm chọn ra những công ty về công nghệ có giá trị cộng đồng cao. Cuộc thi năm nay thu hút 1.075 hồ sơ tham gia đến từ 104 nước. Ba dự án của Việt Nam gồm Fundy, Monkey Junior và Medifree đã tiến vào vòng bán kết. Chỉ có Monkey Junior xuất sắc nằm trong số 15 startup sẽ thi đấu trong vòng chung kết tại Silicon Valley. Vòng chung kết Biz Tech AI 2016 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 6 tại Mỹ.
FPT vừa ra mắt smartphone tầm trung FPT X505 với mức giá chỉ 1,39 triệu đồng. Mặc dù giá thấp, nhưng FPT X505 vẫn được trang bị cấu hình khá cao, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của giới trẻ. Máy được trang bị vi xử lý lõi tứ, tốc độ 1,3 GHz, RAM 512 MB, ROM 4GB, hệ điều hành mới Android 5.1, thao tác xử lý nhanh chóng và chơi game ấn tượng. Bên cạnh đó, máy cũng hỗ trợ các kết nối thời thượng như 3G, Wi-Fi, định vị GPS, một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, tại ngày IPv6 Việt Nam với chủ đề là hành động quốc gia về IPv6, chung tay cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng, do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng ngày 6 tháng 5 tại Hà Nội. Các đại biểu đã chia sẻ, Việt Nam là quốc gia hưởng ứng và triển khai công nghệ IPv6 từ cách đây gần 20 năm, khá sớm so với thế giới. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì IPv6 vẫn chưa phát triển được như kỳ vọng. Lưu lượng dữ liệu IPv6 nói chung trên mạng Internet chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với mức trung bình của thế giới. Nguyên nhân của điều khá nghịch lý này sẽ được các chuyên gia trong lĩnh vực phân tích trong phóng sự sau. Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia cho biết, mặc dù hạ tầng IPv6 đã được các nhà mạng triển khai sẵn sàng, tuy nhiên số lượng người dùng đầu cuối công nghệ này lại chưa nhiều. Việt Nam mới chỉ cung cấp địa chỉ IPv6 cho người dùng cá nhân mà chưa cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỷ lệ lưu lượng IPv6 tại Việt Nam vẫn còn thấp, chỉ chiếm 0,03%, trong khi mức trung bình của thế giới là từ 8 đến 10%. Cái nhận thức và cái việc triển khai IPv6 nó phụ thuộc vào các doanh nghiệp. Và nếu doanh nghiệp mà thấy rằng là nó chưa có cái lợi ích về kinh tế thì họ chưa triển khai cái thế hệ mạng đấy ngay. Thế thì hiện nay là theo như thống kê thì Việt Nam mới chỉ có khoảng độ 0,03 đến 0,04% lưu lượng Internet là IPv6 mà thôi. Lý giải cho sự chậm trễ này, đại diện công ty NetNam cho rằng nguyên nhân là do các nhà mạng chưa quyết liệt trong việc triển khai vì chi phí đầu tư cho công nghệ này rất tốn kém, dịch vụ nội dung chạy trên nền IPv6 ở Việt Nam chưa nhiều. Tuy nhiên, phía các công ty cung cấp nội dung lại cho rằng nguyên nhân là do hạ tầng còn hạn chế của các nhà mạng. Hạ tầng chưa cung cấp một cách toàn diện cho các doanh nghiệp có thể là thuận tiện các việc mà ứng dụng IPv6. Do đó thì cũng nhân cả cái ngày hội về IPv6 do VNX tổ chức thì các doanh nghiệp cũng như các nhà cung cấp dịch vụ ISP sẽ có cái cơ hội để mà hiểu nhau hơn và cũng như là thúc đẩy cái quá trình mà triển khai IPv6 ở Việt Nam. Để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang IPv6 tại Việt Nam, giải pháp được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra đó là vừa phải phát triển thuê bao đầu cuối, vừa phải thúc đẩy doanh nghiệp triển khai nhiều nội dung phù hợp với IPv6. Chúng ta đã hoàn tất cái giai đoạn chuẩn bị về cơ sở pháp lý, cũng như hạ tầng kỹ thuật cần thiết, và giai đoạn này là chúng ta sẽ tập trung phát triển dịch vụ, và chỉ khi nào có dịch vụ thì lưu lượng nó mới tăng. Và một trong những cái giải pháp mà mới đây ban công tác IPv6 quốc gia đã họp và thống nhất đấy là chúng ta sẽ phải tạo thành hệ sinh thái bền vững giữa các nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng như là các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin mà có ứng dụng IPv6. Thực tế cho thấy ngay cả các quốc gia phát triển như Mỹ, Hàn Quốc thì việc phát triển IPv6 lúc ban đầu cũng gặp không ít khó khăn. Chỉ đến khi các nước này triển khai công nghệ 4G LTE thì lưu lượng người dùng IPv6 mới tăng vọt. Nguyên nhân là do công nghệ 4G LTE chỉ chạy được trên hạ tầng IPv6. Hy vọng khi các nhà mạng cung cấp dịch vụ 4G vào cuối năm nay thì công nghệ IPv6 tại Việt Nam sẽ thực sự phát triển, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dùng.